Yêu thì tìm cách, không yêu thì tìm lý do. Lý do không yêu thì có vô số. Nào là bận, là mệt, nào là khoảng cách yêu đương, nào là cha mẹ phản đối. Nhưng lý do yêu chỉ có một, dù là chuyện gì xảy ra, bạn cũng muốn kiên định ở bên người ấy. Yeah.